Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Red phần 3 tiếp. Thì hôm bữa mình đã chơi một tập của chiến dịch phe Nhật Bản rồi, giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi tiếp thôi. Mình sẽ gọi là phe này là phe Nhật Bản này, chứ gọi là đế chế mặt trời mọc và nó hơi khó nghe tí. Commander, your bold victory has filled the Rồi, Soviet ok. people with fear. Giờ về được khen các Now bạn. we will strike at their very heart, at Stalingrad. There stands a great monument that Rồi, represents the unity and ok, chúng ta strength tiếp of tục the đánh vào Soviet cái biểu people. tượng của It Soviet các must bạn. be destroyed. Natsu. Yes, father. Do you have our mechanized vehicles ready for deployment? Yes, father. Everything is set. Very well. We will need them to assault this great monument at Rồi này quýnh thẳng Stalingrad. vô Stalingrad luôn các bạn. Monument? Tập trước là quýnh Our vô first march of our mechanized armies to destroy a statue? We must follow the path fate has provided us. That is our destiny. Crush the will of our enemies, Commander. Show them the way of the Ok, warrior. Way of Warriors, tức là Bushido các bạn, tinh thần võ sĩ đạo á. Rồi. Soviets have a great monument to commemorate their military triumphs. It is a source of great pride and solidarity for their people. Rồi, ok, lần nữa đi phá tượng các bạn. Break down their will and show them Rồi. That their defeat is inevitable. Ok. But beware, Hồng Quân ấy. These barbarians will not take this attack. Rồi, ok, mình không biết là tập này mình chơi tới cái gì nữa đây. The stage is set for a full-scale assault on the Soviet heartland. The Soviets have gathered đầu tiên là chúng ta phải phá mấy cái bức tượng của về nó vô là mẹ vĩ đại của nước Nga. Và thứ hai là chúng ta phải bảo vệ cái đoàn vận tải các bạn. Rồi, ok, làm vì hoàng đế. Ok, hy vọng là hoàng đế sẽ vui sau chiến thắng này của mình các bạn. Đây, hai chiếc xe nhà chính của chúng ta đây. It's a great moment to be serving the Emperor, isn't it? My name is Kenji, and I will protect you as best I can. Bắn ngay, bắn ngay. Move to the beach and begin setting up your base. Mấy con này là dưới đất thì bắn một bên, bay lên bắn máy bay nha các bạn. Rồi, ok, mình mất hai con. Đi thôi. Ây da, nói cho mới vô chuyện động thất là chịu. Giờ mình bay lên là mấy thằng này nó quất mình rớt liền. Cái thằng đó của Soviet là nó vừa bắn trời, vừa bắn dưới đất rồi. À, phải chỉ cái xe này đi luôn chứ nó không tự đi các bạn ơi. Rồi, cứ cho thằng này nó đi đi. Cái gì đây? À, sao mấy thằng này bắn AK thì nó bắn lủng được mình đâu. Ôi trời ơi, em đi chết, em chết. Cũng may cái xe mình lên sao. Those tengus can take anything the enemy throws at them. Rồi đây. Cái xe Nhật Bản thì nó hay cái là nó có thể xây nhà bất cứ đâu các bạn. Rồi đây anh xử nó dùng tôi. Rồi, không biết đáp xuống hả? Tội tôi quá, tôi là phải tự làm nữa rồi. Giờ mình đáp xuống nó mới tự đáp mà. Vãi lúa thật mấy cái chiếc máy bay này. Rồi đây. Ok. Nói chung là lợi thế của phe Nhật Bản trong cái phiên bản này nó là cái sự cơ động các bạn nhé. Bò sắp có cái mỏ dầu ở đây. Ví dụ là cơ bản mới vô phe nào cũng được xét cho là để có hai cái mỏ tiền. Rồi vậy thôi, mình qua bên này có cái gì đâu. À rồi, ok. Rồi mình đã qua đây rồi thôi. Ok, thấy mấy cái bức tượng rồi. Ở đây, Nhật Bản thì nó quay cái này lẹ lắm. Nhưng mà có điều ra thì phải đợi nó deploy các bạn. Rồi, để coi chúng ta có cái này. Cái này để lao vô nhà của đối phương.
Rồi đây. Nhà lính mình nhầm. Rồi đây. Bắt đầu xây mấy cái này được rồi. Looking for some fun. Ây da. Nhờ cái này mà Nhật nó có một cái lợi thế, đó là nó có thể bố trí căn cứ của nó bất cứ đâu, nó xây cái xe ra rồi nó đẩy gì đâu cũng được. Nhưng mà cái dở của nó cũng chính chỗ đó, thành ra là tại vì là nó mất khá là nhiều khê, nó khá là nhiều khê để xây được cái nhà, các bạn hiểu không? Thành ra là nó cũng dở ngược lại ở chính chỗ đó. Biết ngay là nó cho kỹ sư lên để nó lấy, mà thôi nhiều bạn mình đi các bạn, không nên tranh giành với đồng đội làm cái gì. Nhưng mà nhờ mà tính ra nhờ vậy mà nó có thể bố trí cái lực lượng của nó ở bất cứ đâu, các bạn hiểu không? Construction complete. You and your rồi đây, gọi trình 6 thằng này ra đi, thêm 6 thằng này theo nữa. Mới vô chúng ta chơi vậy thôi. Rồi mua thêm một khẩu súng này nữa là xong. Rồi đây. Đây. Rồi chúng ta bảo vệ cái căn cứ của chúng ta từ xa đi các bạn. Bây giờ mới vô chúng ta chỉ con vậy thôi, thằng này cho nó bay lên. Không. Construction complete. Hiện tại thì chúng ta mới có nhà lính, nhà xe tăng thôi, chưa có nhà thủy quân các bạn. Đó, nói chung là Nhật nhờ vậy nó xây được bất cứ đâu nó muốn, nhưng mà đổi lại cái thì nó khá là hạn chế. Cho nó đi kia chiếm luôn cái đạm bột dầu còn lại, là đúng là cái thằng này nó nhanh tay thật. Rồi tao kệ, cũng không thèm giành. Con này là con hùng công của Nhật nè. Cái thằng này của Nhật khá là hay, nó có chưa đụng thổ nên nó tăng khả năng chịu đựng gì, và nó bắn sẽ tăng khá là mạnh, tầm bắn nó xa, nhưng mà ngược lại cái nó là không phục không được. Rồi đây, anh không làm thì tôi làm. Thì khổ nó lo đi chiếm không, nó chả thèm mà phụ mình gì hết. Bạn bè vậy. Enemy units detected. Building. Mình thì đâu dám bố trí cái lực lượng trên này đâu các bạn. Point me to my prey. Chưa gì là thấy ảnh gọi lực lượng ra rồi, thì thôi chịu. Mấy con gấu nguy hiểm rồi. The Emperor wishes the Soviet monument destroyed. A unit is under attack. Rồi nhất. Mấy con gấu nó gầm lên, cái lính mình sợ liền. I got them. Select target. Vô đây. Rồi sao lính mình ngon hơn lính Liên Xô? Mình chưa dùng chiêu banh dài nha các bạn. Enemy units detected. Construction complete. Rồi đây. Giờ chưa có cái chống tăng là hồi chiêu sẽ tăng xuống là mình vào đi. Rồi thôi cảm ơn, vô đây em lấy tiền đây anh, nếu anh chê. Rồi ok, ta lấy được khá khá. Mà không biết là giờ xây nhà xe tăng sao thì mình có cái loại xe tăng gì nữa. Chắc mới có hai cái loại cơ bản thôi quá. Rồi thử lên đây kiểm tra coi nó làm sao. À, chưa gì là thấy nó mò qua rồi các bạn thấy không? Mình nói mà. Xây nhà của phe này rất dễ quên nha, tại nó ra như vậy không. Nó không phải là đặt xuống như mấy cái phe kia. Let's melt some metal. Our ally is under attack. Be still. Rồi ok, chơi khôn chơi mình thì cho anh tự lo thân luôn. New construction options. Ê trời ơi, cái gì đây? Enemy base detected. Unit lost. À, đúng lúc quá. A unit is under attack. Ê trời ơi, lên ẩu quá. No resting. Anh trong lúc mình đang lo ở đây. Lúc kiếm là chơi nhanh. Bây giờ lên không kịp các bạn ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Kiếm được đâu? Trời ơi, ẩu quá. Lo bên này không các bạn, bởi vừa xây dựng mà vừa chơi cái này nó nguy hiểm lắm. Nó không có nhà ở đây nha, để mình chơi. Đồng đội mình cho nó lo luôn. Đúng lúc ở đây mình hết năng lượng nó mới khổ.
thôi, có cái thứ này có gì nào, cũng có xe tăng là bính mừng, có cái xe chở tiền, xe chở quân, một xe tăng của mình đây, mình có xe tình mới có, đúng là cái ông nhận này. Rồi thôi, giờ chúng ta dùng xe tăng các bạn, cái dùng cái này không ổn. Còn cái kia tông tông này nó cũng hơi hạn chế, là nó đánh với những kia lớn được thôi, nó không có đánh mấy cái thằng nhỏ nhỏ được. Cái dở của cái thằng này nó là như vậy đó các bạn, nó không có đánh mấy cái mục tiêu nhỏ tốt. Có nhiều chơi như phe đồng minh nó đánh mấy cái mục tiêu nhỏ khá là ngon. Rồi đây mua 30 tăng lần càng cho các bạn, 20 mình mua nhiều quá hồi không có tiền. À phải nâng cấp lẻ các bạn ơi, nó không có cái nâng cấp sĩ ở đây mà chính là không có nâng cấp. Quên mất phe Nhật nó chơi theo kiểu này. Còn hai cái tượng bên kia nâng cấp lên thì mới có ninja. Rồi thôi anh chơi không lấy thì em lấy nha. Đây mình liều mạng mình lên kiếm cái mỏ tiền này nào, cho đồng đội mình nó lo đánh mình kiếm. Biết ngay cái thằng này nó đâu có chậm chịu thua mình đâu. Dễ gì hất tay trên của nó cái thằng này. Cái đồng đội mình nó khôn thế nhỉ. Cái đám mày lên trước đi, bảo vệ cái chỗ này. Ây da, là các bạn hút nè, nó hút vô cái pa này nó không có chuẩn các bạn thấy không, mà nhìn nó bay tới khá là nhanh đó, nhưng mà cú hút của nó không đủ phá một cái lô cốt nữa, tại nó cái nổ lạc quá. Rồi đây tập cho nó tập kết trên đó. Construction complete. Mấy con này là lội nước được nha các bạn. Tăng của nó phe Nhật nó hay cái là nó lội nước được. Mỗi phe có cái hay riêng, phe này nó hay cái là, nhưng mà tính là thằng này nó dở, nó bỏ lính vô nhà nhưng nó không có lính một không các bạn. Ninja bỏ vô nhà là coi như không có giá trị gì luôn. Có điều là qua phiên bản mở rộng thì thằng này nó có thể là cung thủ phục không. Mình để vậy là tại cái này nó đổi qua dạng một không nè các bạn. Thằng này là nó vừa bắn bộ binh dưới đất mà nó vừa bắn một không nên là nó đổi qua đổi lại. Nhưng mà tính ra gì dở hơn của Mỹ, tại của Mỹ là nó để tự động nó bắn luôn, khỏi cần đổi qua đổi lại làm cái gì cả. Cái này hình như là tăng cái giá bên tạm thời hay sao á. Nó mà tăng cái phòng thủ lên nhờ cái công nghệ nano từ cái khẩu súng chính nè, chắc khỏi cần đi bắn thường được rồi. Nhưng mà thằng này lợi thế nó là lội nước. Cái thằng này nó hay cái chỗ này kìa, nó bố trí được cái nhà chính, cái nhà của nó, bất cứ cái nhà nào của nó ở bất cứ đâu mà. Rất là hay, mấy cái fan kia chỉ được cái nhà chính là tự do thôi, mà không chỉ được cái xây cái này xây kia để mở rộng cái khả năng xây dựng còn nó là khỏi cần. Đồng đội mình đang lấn dần trận địa đấy, khá ổn. Đây anh em ráng lên, tôi hút vô cho một phát. Final squadron ready. Select target. Cái này hút cho đồng đội, hút cho kẻ thù luôn. Emperor's rage ready. Select target. Nó cho hút thoải mái vậy, biết cái này hút cho đồng đội kẻ thù đấy. Trực thăng hả? Phải đụng mấy con này nó bắn khỏi chê luôn. Xong chưa? Rồi đúng không? Rồi đang ra đi nào. Nói chung là lực lượng của chúng ta rất cơ động đó các bạn. Có thể lội nước được, nhưng mà màn này chỉ đánh trên bộ thì cái chức năng lội nước này nó không có giá trị. Không, đã đụng phải thằng có trực thăng của nó ở đây mới ổn, mới khổ. Đây, phải xử nó.
loyal only to the Emperor. The order is Move right. Đây, giết nó. Sao mất chiếc sao các bạn? Đây, giết nó đi. Mình bấm chính xác cho nó mới ủi được. Thật ra giờ mình chỉ hết từng tiền nữa. Nói chung là nó để cái xài hệ thống phòng thủ của nó khá là ngon đó các bạn. Tức là có cả cái phòng không đó luôn, mình mà cho phòng không mình lên trước là mình nặng đạn ngay. Rồi, ok, tất cả ý tưởng nó bị tiêu diệt, lắm lên ngay nhanh. Thằng này cho bay đi trước rồi được, thằng này nó bắn không lại cái... cái gì ta? Nó bắn không lại cái con hồng của Mỹ nha, nhưng mà được cái là nó rất là dễ mua, nó không có giới hạn. Nó bay của Mỹ là còn là dễ, còn bị giới hạn là... cái gì ta? Giới hạn là phải có cái bay của Liên Xô cũng vậy, nhưng mà của bản này là nó không cần cái sân bay luôn các bạn. Nó tức là xe tăng luôn, nó mua ra luôn. Này là nó không có cái khái niệm sân bay nha các bạn, nó chỉ có cái cảng biển như là cái xe tăng thôi. Cái hay nữa chỗ đó. Có lẽ thêm mua thêm mấy con ra phụ nữa, chứ con nó còn không nổi rồi. Cái xe tăng này yếu quá vậy luôn. Rồi đợi một đâu. Lúc này chọi bom xăng hả? Chỉ Liên Xô các bạn. Không có lựu đạn chống tăng, chơi được bom xăng. Rồi xong, cả đám xe tăng nó bui nó bắn được, hiểu rồi. Rồi xong, lúc nhà chính nó cho anh. Đây, hút vô. Rồi, hút vô đây. Banh hết mấy cái bức tượng của nó. Nói như là mấy ông người Nga chắc không thích cái mạng này. Mình không cho cả chúng ta đang chơi phe của Nhật mà. Đây là điều mà mình chưa bao giờ làm được. Tại vì hầu như là họ muốn đánh vào cái miền đông mà. Nó là cái lực lượng của Nga đó không đông mà đánh cả đường nữa. Muốn chi đánh vô đây. Hút thẳng như Steingrad luôn chứ. Rồi, that's it. Our plan is proceeding as expected. Aye. New objective received. The transports will arrive shortly. Hey, à, hình như là bảo vệ cái chỗ này. Hey, come on. Strike them down. Rồi, ok. Để cho cái đám phòng không này nó xuống. Our ally is under attack. A unit is under attack. Đây. Bài ra đây đón rồi đón đi. Quên mất nhiệm vụ của mình là còn cái nữa là mình phải đi bảo kê mấy cái đây cái đoàn vận tải. Quên đấy. Đây xử cái này cho anh. Rồi đấy bay lên. Rồi đó có gì báo liền nha. Samurai các bạn thấy không? Rồi xong. Vụ này xong rồi đấy. Giờ kẻ thù không còn nữa thì không biết là nó phá protect the transports at all costs. Nguy hiểm. Có cái gì dưới đây không cho coi ai biết cái gì. Final squadron ready. Emperor's rage ready. Ôi trời ơi, cái con tăng này làm sao mình chơi lại nó bằng mấy cái súng này. Nó thì ra là cái đoàn nó tính chặn phòng không của mấy cái đoàn vận tải của mình là bằng chiếc xe tăng các bạn ơi. Không phải bằng trực thăng, mình cứ tưởng là nó chơi trực thăng. Nhưng mà tăng mình đông lắm. Rồi, ok, chơi tới con này. More Soviets ride in from the east. Select target. Hay chà, hút cho một phát. Liều mạng với nó luôn các bạn. A collector is under attack. Repairing. We've lost a collector. Đáp xuống.
nó biết vậy vàng bộ binh ở đây thủ rồi, cứ nghĩ là đánh nó trên kia xong là nó không còn gì hết, nào ngờ là thủ như vậy á hả. À, chỗ này thủ ngon rồi. À đây đây, quốc quốc kê đây nè. Ê trời đất ơi, nó đúng là mình chơi không lại nó thật. Thấy con tăng này của Soviet là số dắt luôn. Mấy con tăng nhóc của mình vô đụng con này giống như là gặp phải ông của đội vậy đó. Nó chơi không lại các bạn. Rồi, cố gắng lên. Rồi, con này thì chắc rồi, nó còn không mà. Ôi trời ơi, rồi nó thả cả bộ binh xuống à. Oh. Trận này xem là cái bố tiếng đường phòng thủ kinh lắm. Xem nhìn nó đặc điểm nó là cái bố phòng thủ nữa. Nó chạy ra nó bắn đủ hết. Rồi, đây. Xe mình lội nước được, nhưng mà có một điều là mình lại không thể lội nước các bạn. Bây giờ mới lại tới mấy con này đây. Gớm khổ, nó đánh mình kinh thế. Đúng là chơi kiểu đấu với Liên Xô này là không chủ quan rồi các bạn. Không có dặn đánh cái lực lượng vận tải của mình. Tôi nghĩ nó họ cái đám vận tải thì chết được, tính là mình thua đó. Ra lẹ là mình thua nha ông ơi. Nãy giờ không để ý các bạn. Còn màn này chơi ẩu là thua đấy. Xuống mất thời gian nữa. Con này nó không phải là nó chuyển đổi thì mất thời gian cooldown đau nha. Ôi trời ơi, hết cả hơi. Nó tưởng phá nhà nó là xong rồi, nào ngờ ăn to đòn các bạn. To đòn ok. Cái gì đó nó bảo cái lực lượng qua là ok rồi. Cần qua là 8 chiếc quyền bảo qua rồi. Không có mất chiếc nào phù hộ với tôi. Chỉ có điều là bình thường thôi. Mà nó chỉ ở cái là mấy con đó của mình là nó bị hóa tan rồi. Không hóa tan luôn đi để chị Nguyên cho nó bắn. Đúng 21 phút các bạn. Rồi, mình chơi màn này hơi ngáo mà các bạn thông cảm nha. Tại lâu rồi mình không có chơi cái phe Nhật này, giờ mình quên mất nó có những cái đặc điểm gì luôn. Mấy cái màn này mình cũng chả nhớ nữa. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.